Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Trong video hôm nay, mình sẽ chơi và trải nghiệm phiên bản Open Beta Test của NFT Game Play to Earn Summoner Arena. Và cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng bước để các bạn có thể tham gia vào phiên bản này. Thì Summoner Arena là một NFT Game Play to Earn được phát triển bởi một pseudo game rất lớn các bạn, đó chính là Zynga Pseudo. Và nó được lấy cảm hứng từ một tựa game truyền thống rất nổi tiếng cũng đến từ pseudo này, đó chính là Summoner Era. Trước khi bắt đầu video, hy vọng là các bạn sẽ cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình, để mình có động lực và ra thêm nhiều video hơn nữa trong tương lai. Thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi bạn. Để tham gia vào phiên bản Open Beta Test của Summoner Arena thì các bạn cần phải vào trang Telegram thông báo của cái Summoner Arena các bạn. Và các bạn tìm đến cái dòng Open Beta 2 Detail nữa bạn. Thì phiên bản này nó đã được mở vào 7 giờ UTC ngày 7 tháng 4, tức là khoảng tầm 14 giờ trưa nay các bạn. Thì các bạn có thể click vào cái phần link này. Sau đó các bạn click vào cái phần Install Injection. Thì dành cho những bạn nào mà chưa cài đặt ví MetaMask, các bạn sẽ vào metamask.io nữa bạn. Các bạn click vào Download Now. Sau đó các bạn click vào Install MetaMask for Chrome. Và các bạn tiến hành cài và set up một cái ví MetaMask đó bạn. Thì nó khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần search Google, những cái bước này là sẽ ra. Bước tiếp theo các bạn cần phải add cái mạng Testnet để tham gia vào Open Beta Test. Các bạn sẽ vào chainlist.org. Sau đó các bạn kết nối với cái ví mà các bạn vừa tạo. Rồi, các bạn bật cái Testnet này lên. Các bạn nhớ là bật cái này lên nha. Và các bạn sẽ vào cái phần BC này. Các bạn add to MetaMask. Và mình quên là các bạn thấy là hai cái chain ID nữa bạn, 56 và 97. Thì các bạn sẽ add to MetaMask ở cái 97 nha. 56 là cái mạng mainnet, còn 97 là cái mạng testnet. Và các bạn bấm vào phê duyệt và chuyển mạng là nó sẽ ra các bạn. Và các bạn chỉ cần làm cái bước này đúng một lần duy nhất này thôi. Còn những lần sau thì các bạn sẽ vào cái phần này các bạn. Các bạn chuyển sang mạng qua lại là được. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần testnet.binance.org này. Xịt format nha bạn, forset mask. Các bạn nhập cái địa chỉ ví. Của cái mạng testnet vào. Để các bạn lấy một cái pin bi. Sau đó give me pin bi nè bạn. Như vậy là thành công nè. Lấy pin bi này để các bạn có thể sử dụng làm phí. Để dùng cho cái mạng testnet các bạn. Để có thể test game một cách dễ dàng. Bởi vì các bạn biết là trên blockchain nó sẽ yêu cầu cái khoản phí network. Thì pin bi này dùng để làm phí. Và mỗi ngày các bạn chỉ được get một BNB thôi các bạn. Các bạn thấy là mình đã get rồi cho nên là nó hiện như vậy. Thì sau tất cả những cái bước này thì các bạn đã hoàn thành đó các bạn. Các bạn chỉ cần lên vào các bạn download game ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần đăng ký account và login vào game để chơi các bạn. Thì các bạn sẽ vào betamarket.summonerarena.io. Các bạn nhớ là các bạn chuyển sang cái testnet này trước nha. Và các bạn vào cái phần My Account này các bạn. Các bạn click vào Register.
Sau đó các bạn nhập vào email password và nhập lại password nha bạn. Sau đó các bạn click vào sign up nè. Thì nó sẽ gửi cái mã OTP về cho cái email của các bạn. Và các bạn sẽ nhập vào. Thì nó sẽ có cái thời gian hết hạn để trong email các bạn. Các bạn nhớ là nhập trước cái thời gian đó. Thì như vậy là đã đăng ký thành công tài khoản để chơi cái bản Open Beta Test đó bạn. Tiếp theo chúng ta đến với cái bước Genesis Summon đó bạn. Các bạn sẽ vào cái trang Genesis Summon Site này. Và chắc chắn là các bạn phải sử dụng cái mạng testnet của Binance Chain. Ở đây mình sẽ summon ra 5 con thử các bạn. Mình sẽ summon ra 20 con. Rồi, xong rồi các bạn. Và các bạn sẽ vào cái My Account. Các bạn sẽ deposit cái SAE này. Thì cái phần này tạm thời là bỏ qua nha bạn. Cái phần này là deposit vào game nữa bạn. Từ ví vào game. Còn này là withdraw là từ game ra ngoài ví. Những cái đồng token. Thì các bạn thấy là trong cái phần inventory của bạn nó hiện ra những cái con tướng như thế này. Là các bạn đã summon thành công rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần vào game và xếp đội hình cho những con tướng này và tham gia chơi thôi. Thì mình sẽ chơi cái phiên bản Open Beta Test của Summoner Arena này trên thiết bị Android. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy đây chính là cái giao diện của Summoner Arena trên thiết bị Android. Và để tải Summoner Arena, các bạn chỉ cần lên Google Play hoặc là App Store. Các bạn search Summoner Arena và các bạn tải nó xuống là được. Và các bạn vào chơi. Thì khi bạn vào chơi, nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập cái account mà các bạn đã tạo trên web. Khi nãy mình có hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đăng nhập email, mật khẩu là các bạn đã vào được game rồi các bạn. Cái phần này thì mình đã đăng nhập rồi. Những lần sau nó sẽ không yêu cầu các bạn đăng nhập lại. Và đây chính là cái giao diện của Summoner Arena nè các bạn. Ở phần này chúng ta có hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ thưởng hàng ngày đó bạn. Các bạn vào điểm danh và các bạn nhận thưởng. Phần thư này thì nhà phát hành có thông báo với bạn, nó sẽ gửi thư đến phần này. Đây là hệ thống bạn bè. Các bạn có thể tìm bạn bè của mình ở đây.
bạn có thể thay đổi avatar ở phần này. Các bạn có thể thay đổi khung ở phần này luôn bạn. Các bạn có thể chỉnh cài đặt ở đây. Còn đây là các kênh social media của Summoner Arena. Đây là cái hệ thống chat trong game đó bạn. Và các bạn nhìn ở góc phải bên trên thì đây chính là hai cái đồng token chính của con game này, là đồng SAE và đồng token SASG. Game đây Summoner Arena là một NFT game có hai token nhé bạn. Và khi bạn vào game nó sẽ cho các bạn 500 đồng token SAE ở phiên bản Open Beta này và 15.000 token ASG. Thì các bạn sẽ sử dụng để test game. Ở dưới góc này là nhiệm vụ của bạn. Thì ngoài việc mà các bạn tham gia vào các chế độ chơi thì các bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần nữa bạn, để các bạn nhận thưởng cái đồng token ASG. Chịu hồi sư ở phần này thì các bạn có thể chịu hồi. Đây các bạn, hồi nãy là mình bỏ khoảng 100 đồng token SAE để mình chịu hồi các chịu hồi sư này các bạn. Và các bạn có thể tiến hóa các chịu hồi sư ở phần này. Các chịu hồi sư này là khá là quan trọng các bạn. Nó đóng góp vào cái trận đấu. Phần này là phần túi chứa các trang bị để các bạn, các mảnh để ghép thành các chịu hồi sư. Các mảnh để chịu hồi ra các tướng các bạn. Cổ vật đó bạn. Kho đồ. Và các bạn thấy là trong con game này thì ngoài SAE, ASG còn có tiền vàng các bạn, giọt sinh mệnh nè, đồng kinh nghiệm và tất những cái vật phẩm khác. Và nó cũng có trang phục luôn. Tiếp theo là phần anh hùng đó bạn. Thì các bạn có thể xem những cái chỉ số, những cái bộ skill này ở đây. Các bạn có thể nâng cấp, tiến hóa nè bạn. Tiến hóa thì sử dụng đồng ASG. Và có thể mặc trang phục cho cái tướng này. Ở phần liên kết này thì sẽ giúp tướng của bạn được cộng thêm những cái chỉ số như là 10% HP đó bạn, 5% HP, 15% HP khi mà đạt đủ 4 tướng vào. Thì nó sẽ được cộng thêm các chỉ số khá là mạnh đó bạn. Tiếp theo chúng ta đến với tiệm tạp hóa. Thì tiệm tạp hóa này để các bạn có thể mua các vật phẩm như là mảnh hoặc là các bình dược các bạn. Ở phần này chính là phần để các bạn chịu hồi. Các bạn có thể sử dụng chịu hồi đặc biệt các bạn. Các bạn sẽ tốn một cái cuộn chịu hồi. Chịu hồi không đúng. Và chịu hồi được những cái NFT như thế này các bạn. Và những con như thế này các bạn có thể bán trên thị trường Marketplace nha. Nó là một dạng NFT cho nên là các bạn có thể bán. Rồi mình sẽ qua tới phần chịu hồi đặc biệt này. Thì các bạn thấy là sẽ có 5 cái lót tướng nè, để các bạn có thể thêm vào. Và các bạn sử dụng đồng ASG để chịu hồi.
thì các bạn có thể ép những cái con tướng này vào. Để gia tăng cái số sao của nó lên đó bạn. Các bạn thấy là khi mình add cái những cái con tướng thì những cái sao ở phần bên đây nó sẽ tăng khá là nhiều, cái tỷ lệ phần trăm nó sẽ tăng khá là nhiều. Và sẽ ra được những cái con sao cao hơn các bạn. Đấy bạn thấy là lên được 3 sao các bạn. Trong con game này thì các bạn có thể kiếm được token là SG, SAE và các bạn có thể kiếm được NFT để bán trên thị trường Marketplace luôn. Rất là nhiều cách để các bạn có thể kiếm được lợi nhuận trong Summoner Arena. Tiếp đến chúng ta đến với chế độ PvE của game này là chế độ chiến dịch. Và các bạn thấy là các bạn có thể xếp đội hình để đưa nó vào cái đang chiến đấu nha các bạn. Và các bạn sẽ nhận được bình kinh nghiệm. Thì cái phần này nó khá là giống với chế độ AFK của Element đó các bạn. Element. Và những con game sau này hầu hết đều có cái chế độ này các bạn. Đây là chế độ rảnh tay để giúp các bạn có thể kiếm được lợi nhuận mà không cần phải tập trung quá nhiều vào game các bạn. Thì nó là chế độ này. Bây giờ mình sẽ vào mình đấu cái chế độ PvE cho các bạn xem. Và các bạn có thể sử dụng x2, x3 để cho nó nhanh qua trận đấu này. Mình thấy là đồ họa rất là đẹp các bạn. Cái lối chơi của nó cũng rất là nhanh và hay. Mặc dù đây chỉ là một NFT game thuộc thể loại dưới thời lượng xếp đội hình. Tiếp theo chúng ta đến với đấu trường các bạn. Đấu trường là chế độ PvP của game. Và có một cái phần bên góc này nữa bạn, đó chính là chế độ hỏa ngục. Thì chế độ hỏa ngục này các bạn giống như một chế độ đánh boss vậy. Và các bạn sẽ đưa 5 cái con tướng vào và chiến đấu.
Thì khi nào mà các bạn hết máu của 5 con tướng thì các bạn sẽ thua và các bạn sẽ thoát khỏi cái chế độ này. Nhưng mà các bạn lưu ý là mỗi trận thì các bạn chỉ ra quân một con tướng thôi, và con tướng này khi mà qua trận sau nó sẽ giữ cái số máu như vậy chứ nó không có hồi máu nha bạn. Thì như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về toàn bộ tất cả những gì có trong các phiên bản Open Beta Test của NFT Game Play to Earn, Summoner Arena. Riêng mình thì mình đánh giá đây là một con game hay với đồ họa khá là đẹp mắt các bạn. Và mình nhìn cái gameplay của con game này cũng khá là mượt và nó đem lại một cảm giác rất là hay các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.